là hành trình ngày 2 đi đến tham quan cái hồ Acid Isan ha. Lúc này là mình đang đến một cái quán ở phía dưới cái chân của cái hồ Acid ha, và chuẩn bị để đi check-in lên cái hồ Acid. Thì nhóm mình sẽ ăn sáng và uống Milo, uống trà sữa ở đây nha mọi người. Thì hiện tại á, thời tiết ở đây á, nó lạnh khoảng 5 độ C cho nên mọi người cảm thấy là rất là lạnh ha, buốt cái tay luôn nha mọi người. Do là quá lạnh á, thì nhóm mình đang thuê áo ha, cũng như là mình á, sẽ mua thêm một cái đôi găng tay ha, vì thật sự là mình không thể nào mà để cái tay ở phía bên ngoài nha mọi người, nó rất là buốt, cho nên mình sẽ mua một cái đôi găng tay ha, thì khoảng là 50.000 Việt Nam đó. Còn đây là cái cổng để mà đi vào cái hồ Acid Isan ha. Thì từ ở dưới chân núi và mọi người đi lên cái hồ ở phía trên á, cái đỉnh núi ở phía trên á, thì khoảng là 5 km ha, quãng đường cũng khá là xa. Và hiện tại á, thì khoảng là 3-4 giờ sáng á, nên khá là lạnh mọi người, buốt tay luôn. Đây á, là cái con đường để đi lên ha, là con đường bằng đất ha. Và đây là những cái gọi là những chiếc taxi á. Nếu mọi người mà muốn đi á, thì mọi người sẽ lên những chiếc taxi này và người ta sẽ đưa mọi người lên trên cái đỉnh của cái hồ Acid Isan luôn. Đây là mình đang đi nè, và lúc này thì trời đã sáng rồi ha mọi người. Và thật sự á, là mình mặc hiện tại á, là 3 lớp áo mà mình vẫn cảm thấy lạnh nha. Đó, cho nên nếu mọi người có đi cái hồ Acid này á, thì mọi người nên chuẩn bị áo ấm nè ha, giày dép ha, mặc khá là nhiều lớp áo vào. Còn trên dọc đường mình đi á, thì thấy một cái hiện tượng rất là đẹp nè. Đó, mọi người thấy không, cái núi á, thì nó sẽ là màu vàng nè, do ánh mặt trời chiếu vào á. Và ở phía dưới cái núi á, thì sẽ có mây nó bồng bềnh ha, gọi là mình đang đứng ở trên mây luôn, khá là đẹp. Đó, một cái cảnh mà ít khi nào mọi người được nhìn thấy. Đây là những cái khối lưu huỳnh ha, và người ta khai thác được từ cái hồ Acid Isan này. Đó, một khối như vậy á, thì nặng khoảng là mấy trăm ký mọi người. Và mỗi lần á, người ta gánh xuống á, là khoảng 100 ký ha. Thì đi một cái đoạn đường khoảng là 5 km ha, và khá là cực. Đó, thì mỗi ký lưu huỳnh như vậy á, thì chỉ có khoảng là 1.000 Việt Nam đồng thôi. Đó. Còn đây là cái đỉnh núi hồi nãy mình đi nè ha, và mây bồng bềnh luôn, rất là đẹp. Đó, đây là những chiếc taxi và người ta sẽ chở khách đã tham quan hồ Acid xong và đi ngược trở lại xuống dưới chân núi ha, khá là cực nha mọi người. Thì thật ra thì ở đâu cũng vậy nha mọi người, thì cũng có những cái công việc á, có những công việc, có những nghề nghiệp mà nếu mọi người muốn đi á, mọi người muốn trải nghiệm á, thì mọi người có thể ủng hộ họ ha. Tại vì á, như mình nói á, là họ phải vận chuyển khai thác lưu huỳnh á, từ trên cái hồ và đi xuống dưới chân núi á, một quãng đường khá là xa, mà một ký lưu huỳnh thì nó có khoảng 1.000 ha. Đó, cho nên thu nhập của họ cũng khá là thấp mọi người. Cho nên nếu mà mọi người có cơ hội thì mọi người có thể đi những chiếc taxi này và ủng hộ thôi. Thì những chiếc taxi này á, thì giá của nó thì cũng tùy quãng đường mọi người đi ha, thì có thể là vài trăm ngàn đến 1.000.000 là từ chân núi lên đến đỉnh núi luôn. Còn đây á, là mọi người thấy không, cái đỉnh núi phía xa xa ha, mây nó bồng bềnh ở giữa những cái thung lũng ha, trắng xóa luôn. Đó, đây là lần đầu tiên mà mình đi trên cái biển mây kiểu như vậy ha, rất đẹp luôn. Khúc này thì mình cũng đã gần đến được cái gọi là hồ Acid ha. Mọi người thấy là những cái núi á, nó có những cái gọi là đứt gãnh á, những cái rồi rong riêu nó bám xanh xanh á, nhìn rất là độc đáo. Và đây á, là những ngọn núi này á, mọi người sẽ không tìm thấy ở Việt Nam đâu. Đó, cái kiểu mà ngọn núi nó rất là khá là đặc biệt, kiểu mà núi lửa đó mọi người. Đó, thì cái lúc những cái mạng kiến tạo này nó sẽ gọi là tạo ra những cái hình thù khá là đặc biệt luôn. Còn phía trên đây á, là cái hồ Acid Isan nha. Còn đây á, là mình đã đến được cái gọi là cái hồ Acid Isan ha. Thì cái hồ này nó thuộc khu vực là núi lửa Isan nha mọi người. Thì nằm giữa hai cao nguyên, đó là cao nguyên là Bondowoso và cao nguyên là Banuwangri ha, phía đông đảo Java, Indonesia. Thì hồ này nó nằm ở độ cao trên mặt nước biển là khoảng 2.300 m. Mặt hồ thì có bán kính rộng khoảng là 361 m và sâu là 200 m lận. Thì trong hồ này theo người ta ước tính thì nó chứa tới khoảng là 36 triệu mét khối nước axit. Thì mặt hồ á, thì nó luôn luôn có màu xanh, nhưng mà lúc nào cũng được bao phủ một cái làn khói trắng đậm đặc mọi người. Đó là chính là cái gọi là cái những cái khí á, mà lưu huỳnh nó bốc hơi ra, gọi là
cái khí H2S á mọi người. Cái mùi của cái này rất là đặc biệt luôn, cái mùi gọi là cái mùi trứng thối á. Cho nên khi mà mọi người lên trên đây á, mọi người cảm giác rất là thiếu oxy á, và cái mùi nó cũng khá là khó chịu ha. Hiện tại lúc mình đi á thì khá là đông rồi nè. Lúc này tuy là cũng không phải là quá là trễ lắm ha mọi người, lúc này khoảng là 5-6 giờ sáng, 6 giờ sáng thôi á, nhưng mà khá là đông người ở trên đây rồi. Thời tiết hiện tại là cũng khá là lạnh luôn ha. Đó. Và nhóm mình nó sẽ di chuyển lên ở phía bên trên nữa ha, để tìm những cái địa điểm gọi là chụp ảnh đẹp á. Còn phía đây là khá là đông rồi ha. Chỗ này á, thì người ta sẽ khai thác lưu huỳnh và người ta sẽ chế biến, gọi là người ta sẽ điêu khắc những cái hình thù kỳ lạ, thì mọi người có thể mua về làm quà kỷ niệm á. Nhưng mà theo mình á, thì nó cũng khá là gọi là nó độc mọi người, vì lưu huỳnh á, nó sẽ khá là độc. Cho nên á, thì tùy nhu cầu mọi người có nên suy xét có thể là mua về hay không. Đó, thì lưu huỳnh á, ở dạng lỏng á, lúc mà nó mới gọi là chảy ra đó mọi người, thì nó sẽ có màu đỏ ha, và sau khi mà nó bị được đông cứng ở phía bên ngoài á, nó sẽ chuyển sang màu vàng đó. Thì ở dưới đây á, là người ta sẽ đi xuống ở phía gần cái hồ axit luôn, phía ở dưới nước luôn mọi người, người ta sẽ khai thác lưu huỳnh đó. Thì cái hồ axit này á, thì nó có một gọi là có một cái hiện tượng nữa, đó là cái hiện tượng người ta gọi là blue fire ha, gọi là lửa xanh đó. Thì cái màu xanh của nó phát ra là trong điều kiện mà ánh sáng yếu ha, của mà gọi là cái lưu huỳnh nó được đốt cháy, nó tạo thành cái cảnh tượng rất là đặc biệt luôn đó. Và nhóm mình đi lên đó thì nó cũng khá là trễ rồi ha, cho nên mình không có gọi là thấy được cái hiện tượng blue fire đó. Đây đó là nhóm mình đang đi phía bên trên cái hồ axit này luôn ha, để đi tìm những cái địa điểm mà chụp ảnh đẹp, cũng khá là đông mọi người. Thì nếu mà muốn mọi người muốn chụp ảnh á, thì mọi người phải gọi là đứng xếp hàng ha. Và ở phía trên đây á, nó có những cái cây bụi này nè đó, những cái cây bụi mà gọi là dọc bên cái thành của cái hồ axit này đó. Cho nên có nhiều chỗ chụp hình rất là đẹp luôn. Ở đây thì mình bắt gặp một cái nhóm của người Việt Nam nè ha, và người ta đi qua đây ha. Thì mình đang đứng lại và người và nhờ cái nhóm mình chụp hình giùm nè. Thì lúc mà mọi người đi ở những cái địa điểm như vậy á, thì mọi người lên mặc là những cái áo mà nó nổi bật một xíu mọi người, màu vàng hoặc là màu đỏ, để mọi người sẽ có những cái bức ảnh nó lung linh một xíu ha, chứ mặc những cái màu mà nó tối màu á thì nó sẽ không có nổi bật ha. Đó, đó là cái kinh nghiệm mà mình đã đi và mình đã trải nghiệm ha. Đây là những cái gọi là một số chỗ địa điểm để mà mọi người có thể chụp hình nè, trên đây nè. Đó mọi người thấy không, là ở phía trên á là màu rất là xanh luôn, ở phía dưới á thì gọi là mây nó chắc chắn trắng, nó bay là rất là đẹp luôn. Còn ở phía dưới nữa thì sẽ nước nó sẽ màu xanh đó. Do là khói hiện tại là khá là nhiều, mây khá là nhiều nè, cho nên mọi người sẽ không thấy được cái nước xanh của cái hồ axit ở phía bên dưới. Đây là mọi người thấy không, người ta đứng xếp hàng khá là nhiều luôn để mà được chụp hình đó. Sau khi mà nhóm mình đã chụp hình xong đó, thì nhóm mình sẽ di chuyển xuống cái ở phía bên dưới chân núi ha, và để tiếp tục cái hành trình đi khám phá Indo ha mọi người. Đó thì trong nhóm mình thì đa số người sẽ mặc những cái màu đỏ nè, màu vàng như mình nói đó, để mà nó nổi bật ha. Và thời tiết hiện tại mình thật sự là hiện tại buổi sáng đó, nhưng mà nó cũng khá là lạnh nha mọi người, cho nên như mình nói đó, mọi người nên mặc gọi là nhiều lớp áo nè ha, đó trang bị găng tay này nọ các kiểu để chống lạnh ha. Mọi người có thể ngắm lại toàn cảnh cái hồ axit này nha ha. Và nhóm mình sẽ di chuyển xuống bên dưới nè, đi qua những cái rừng cây nè. Cây này thì đa số là cây bụi thôi mọi người, một số cây thì nó sẽ gọi là không còn lá nữa ha. Đó, lúc này thì trời cũng khá là nắng rồi, thì nếu mà để giữ ấm tốt á, thì mọi người có thể mua một số cái áo phao ha để mình mặc. Đó, lúc này mọi người thấy xa xa là mình vẫn đang đứng ở trên mây luôn nè ha, và đi xuống những cái gọi là cái sống lưng của nó, cái sống lưng xung quanh cái miệng núi lửa, cái hồ axit Isan này. Đó, mình phải nói là thật sự á, là rất là đẹp nha mọi người. Ở phía bên ngoài, ở phía ngoài á, mọi người sẽ thấy nó còn đẹp hơn ở trong video nữa. Đó, được mọi người có thể đứng từ xa và ngắm nhìn nguyên cái khung cảnh của cái hồ axit Isan này luôn, và có thể là đi trên mây á, ngắm một cái biển mây ha, nó được bao quanh một cái ngọn núi á, nhìn rất là đẹp. Đi xuống á, thì mọi người phải đi trên những cái gọi là những con đường khá là nhỏ ha,
và đường đất và khá là trơn á, kiểu mà nó sẽ là những cái đá nhỏ 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 kết hợp với nhau nè và đường bụi mọi người, cho nên mọi người đi á phải khá là cẩn thận. Lúc này thì mình đã đi được đi xuống cái phía bên dưới nè, đó là phía bên dưới cái hồ màu xanh xanh á, thì người ta sẽ khai thác lưu huỳnh ở phía bên dưới đó và người ta sẽ chở lưu huỳnh, phải là chở mà người ta sẽ gánh những cái lưu huỳnh này xuống dưới chân núi ha. Như mình nói á, thì 1 ký lưu huỳnh á, thì tùy mùa thì nó sẽ dao động từ khoảng là 1.000 tiền Indonesia mọi người đó cho 1 ký, thì mỗi lần người ta gánh khoảng là 100 ký để đi xuống chân núi á, thì chỉ có được khoảng 100.000 Indonesia thôi, thì có khoảng là 160.000 tiền Việt Nam thôi mọi người, cũng khá là thấp á. Cho nên ở đây á, như mình nói á, nếu mà mọi người muốn là giúp đỡ hoặc là mọi người muốn trải nghiệm cảm giác đi taxi á, thì mọi người có thể là đi thử và ủng hộ họ ha mọi người. Đó thì 1 chuyến taxi như mình nói cũng không phải là quá mắc đó, nhưng mà thật sự cái quãng đường mà họ họ có thể họ chở mọi người, họ đẩy mọi người từ dưới đỉnh núi lên xuống chân núi hoặc là từ chân núi lên đỉnh núi cũng khá là xa và khá là cực á. Lúc này á, thì trời nó khá là nắng ha, và mình đang trên đường đi xuống cái chân của cái hồ axit Isan này. Lúc này thì mọi người thấy nè, mình quay rất là đẹp luôn, màu nó rất là đẹp á, tại vì hiện tại á, ánh sáng đầy đủ là mọi người, còn chứ không phải là như buổi tối ha. Đó, buổi tối thì nó quay nó khá là mờ. Còn đây là cái đoạn đường mà mình sẽ đi xuống nè, và trong nhóm mình có một cái bạn á, kiểu mà bạn muốn trải nghiệm á mọi người, đó, sẽ đi xuống bằng taxi, nó gọi là taxi ha, chứ không phải là những chiếc xe đó, người ta phải á, gọi là đẩy mọi người xuống á. Lúc xuống thì mình nghĩ có thể á, là nó sẽ đi dễ dàng hơn, người ta đẩy á, nó đỡ cực hơn, còn lúc lên á, vì đoạn đường nó khá là dốc á, cho nên mình nghĩ á, nó sẽ khá là cực để cho cái người người ta đẩy mình xuống. Trên đường đi á, thì mọi người thấy hai bên nó sẽ có những cái bông hoa cái kiểu á, sẽ khá là đẹp, và đường á, là đường đất á, cho nên khá là bụi á, nếu mà mình đi gần với nhau thì sẽ khá là bụi và khá là trơn á, cho nên mọi người đi á, thì tốt nhất là kiếm một cái đôi giày hoặc là một cái đôi dép giống quai hậu hoặc là một cái đôi dép mà có cái đế bám tốt với mọi người, để mình có thể đi tránh bị mà gọi là trơn trượt ngã ha. Đây là những chiếc taxi mà gọi là người ta sẽ chở mọi người lên trên đỉnh núi ha, có khá là nhiều luôn, và phía bên tới tay phải mọi người có thể thấy nè, khoảng gần vài trăm chiếc taxi ha, người ta đậu đây để người ta túc trực để người ta chở mọi người lên trên cái hồ axit nếu mà mọi người cần. Không á, thì mọi người có thể là chỉ là mua vé vào cổng thôi và đi bộ lên cái hồ axit Isan này. Đây là phía bên ngoài cổng cái hồ axit Isan á, nó gọi là Kawa Isan. Còn phía bên ngoài nữa thì nó sẽ bán một số cái gọi là đồ ăn nè, thức uống nè, một số cái món ăn địa phương á, cũng như là xúc xích này nọ các kiểu đó mọi người. Thì có một bạn đang đứng và mua xúc xích nè. Còn đây là tấm ảnh mà nhóm mình đã chụp hình lưu niệm cái chuyến đi check-in cái hồ axit Isan này. Còn đây là cái quán mà buổi tối đó nhóm mình đã ngồi uống ăn cà phê ăn mì rối nè mọi người. Đó, hiện tại thì mọi người thấy là người ta đang tập trung ở đây để ăn sáng nè. Nhóm mình thì được chuẩn bị cái phần ăn sáng gồm có trứng nè, có chuối nè, có những cái gọi là những cái mứt để ăn kèm với sandwich đó mọi người. Đó, mứt có gồm có là mứt mứt dâu, strawberry, blackberry, rồi có bơ ha, cộng thêm một trái chuối. Thì sau khi ăn xong á, thì nhóm mình sẽ gọi là lên xe ha, và để mà đi ra đến cái bến phà để mà bắt phà đi qua Bali sớm, để mà buổi tối có thể là phà nó sẽ không hoạt động hoặc là có một số vấn đề mọi người, để mình chuẩn bị có thể là qua Bali sớm, và từ đó thì mình sẽ di chuyển về cái trung tâm của Bali ha. Lúc này á, thì nhóm mình đã đến được cái bến phà ha, để mà bắt phà đi qua cái đảo Bali. Còn mình hiện tại là đang đứng trên cái đảo của là Java, phía đông Java. Đây là tấm hình kỷ niệm ha, nguyên cái nhóm mình đã đi ha, cùng với anh local ra ở đây. Bến phà ở đây thì nó cũng mình thấy nó khá là đẹp đó mọi người, đó khá là lớn luôn, nhìn nó cũng sạch sẽ, nó không tóm lại là việc Indonesia nó cũng không khác biệt lắm với Việt Nam mình ha. Đó, ở những cái vùng quê á, thì nó cũng giống như những cái vùng quê của Việt Nam mình thôi mọi người. Bến phà ở đây á, thì nó cũng khá là lớn và khá là đẹp đó, và đa số mình đi á, thì mình thấy người dân ở đây cũng như là những cái anh local ride họ rất là thân thiện đó,
cũng như là lúc mà mình đi xuống máy bay để đi đi đến check-in cái núi lửa Romo ở ngày 1 đó mọi người, thì nhân viên sân bay ấy, họ cũng rất là niềm nở, rất là vui vẻ luôn đó. Đây là một cái gọi là một cái điểm cộng khá là lớn, và mình nghĩ sẽ mọi người sẽ có một cái trải nghiệm gọi là khá là tuyệt vời khi mà mọi người đi đến check-in cái núi lửa Romo lần này đó. Đây là một trong những cái điểm cộng mình nghĩ là khá là lớn luôn. Ở đây thì có một số cái bạn nè, một số bạn trẻ mà gọi là đang bơ nè mọi người, ở dưới phía bên dưới cái tàu á, và nhóm mình đang được lên tàu rồi đó. Thì mục đích của những đứa này á, là nó sẽ là lấy tiền á, mọi người sẽ ném tiền từ phía ở bên trên xuống bên dưới, và nó sẽ bơ và nó đi 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 lượm những cái đồng tiền đó đó mọi người. Mọi người có thể thấy xuống là tiền xu nè hoặc là tiền giấy ha. Đó, đây có một đứa nhảy xuống tiếp nè. Đứa này thì nó bơi khá là giỏi luôn. Và biển ở đây mọi người thấy nè, rất là xanh và rất là trong nha mọi người. Đó, nó rất là đẹp luôn, mình cũng không thấy là có rác gến gì ha. Nó rất là đẹp. Phải công nhận một điều là biển ở đây nó mọi người nó rất là đẹp. Và hiện tại thời tiết á, cái khí hậu á, gió nó thổi mát mát á, khá là dễ chịu luôn. Biển thì xanh ha, mây thì trắng. Đó, xa xa thì mọi người thấy là những cái vùng đất liền ha. Còn đây là mình đã đến được cái bến tàu ở phía bên đảo Bali. Đó. Bến tàu này thì nó cũng khá là sạch mọi người. Đó, nước biển thì nó mình nói là nó rất là xanh, rất là trong luôn. Sau khi qua phà xong á, thì mình sẽ đi lên một chiếc xe ha để bắt xe vào đến cái trung tâm của đảo Bali. Thì ở phía đây nè, mọi người sẽ đi bộ ở phía bên trên ha mọi người, ở phía bên cái cảng này nè. Đó, và ở đây là mình đã đi được đến đặt chân đến được cái đảo Bali rồi ha. Nhưng mà ở đây là ở ngoài rìa của Bali thôi chứ chưa phải là trung tâm của đảo Bali này. Đây là xe của tụi mình ha, để di chuyển vào trung tâm của đảo Bali. Thì từ cái bến phà vào cái đảo Bali ấy, cũng khá là xa, khoảng là 60 70 km nha mọi người, một quãng đường khá là xa. Trên đường đi ấy, thì mình có rẽ lại ấy, để gọi là thưởng thức sầu riêng ở đây. Đó, một trái như vậy ấy, thì khoảng là 70 đến 80 ngàn tiền Việt Nam. Nó cũng không phải là quá mắc mọi người. Thì mình ăn thì cũng không thấy cái gì đó nó khác biệt, nó đặc biệt hơn sầu riêng của Việt Nam mình. Đó. Những trái thì nó cũng là vừa phải thôi, những trái này có khoảng là khoảng 100 mấy ngàn á, nó hơi to hơn xíu. Hai bên đường để đến được trung tâm của đảo Bali á, thì mọi người sẽ thấy được có khá là nhiều cái ngôi đền. Thì những ngôi đền này á, thì sẽ mang kiến trúc của đạo Hindu nha mọi người. Vì đa số dân trên đảo Bali á, thì người ta sẽ theo đạo Hindu. Còn đa số ở như đảo Java mình đi á, thì người ta sẽ theo đạo Hồi ha. Và đa số khoảng 90% dân số của Indo thì theo đạo Hồi chứ không phải là đạo Hindu. Một điểm khác biệt của Indonesia và Việt Nam đó là xe thì người ta sẽ chạy bên phía bên tay trái, và xe máy ở đây á, thì biển số á, thì người ta sẽ gọi là gắn ở phía bên trước và ở phía đằng sau luôn nha mọi người. Đó, và xe máy thì mọi người có thể là đội mũ bảo hiểm và không đội mũ bảo hiểm. Còn đây á, là mình đang đến khách sạn ha, và đây là những cái gọi là cái đồ cúng ở Indonesia này ha, cho những cái người theo đạo Hindu đó mọi người. Đó, thì đường ở đây á, lúc mình đi giờ này á, thì khoảng là 8 đến 9 giờ tối mà nó khá là vắng. Ở đây là mình đến được cái trung tâm của đảo Bali rồi ha, nhưng mà gọi là đường khá là vắng ha, và cũng ít đèn đường đó mọi người. Lúc này thì mình đang ở bãi biển ha, và chuẩn bị ăn tối của ngày thứ ba đó. Và ngày thứ tư á, thì mình sẽ đi tham quan cái đền Tanalot ha. Thì ở dưới bãi biển á, thì sẽ có một vài ban nhạc để người ta sẽ trình diễn ha, và nếu mọi người thuê lại thì người ta sẽ đàn này, người ta sẽ ca hát để cho mọi người nghe. Đây là khách sạn mà mình đã ở nè mọi người, thì cũng khá là đầy đủ tiện nghi. Tại vì ở trung tâm của Bali á, đây là cái gọi là cái thành phố du lịch á, cho nên mọi thứ nó cũng gọi là ok hơn á. Còn đây là toàn cảnh cái trung tâm của đảo Bali này, mọi người sẽ không thấy những cái tòa nhà cao tầng đâu ha. Những tòa nhà khoảng 6 7 tầng thôi, thấp thấp thôi. Buổi sáng á, thì mình sẽ thưởng thức buffet ở đây luôn. Thì mình sẽ đi tham quan và cho mọi người thấy những cái món ăn ở đây ha. Là gạo trắng nè ha, cũng giống bên mình thôi. Còn ở đây là potato ha, gọi là này là khoai tây chiên. Tiếp theo là
gọi là rau cải mà trộn, mọi người, rau cải trộn với nhau, nó nhìn cái này nó khá là lạ, rau này khá là lạ, trộn với bắp. Còn ở đây là Ajinomoto này mình không biết là cái gì ha, cái này là thịt gà ha mọi người, thịt gà giống như cà ri phía bên mình vậy, nhưng mà nó sẽ nhạt hơn. Còn đây là đặc sản bên đây ha, là nó có những cái bánh kiểu bánh phồng tôm á. Phía đây thì có những cái gọi là sốt, những cái nước chấm nè đó, nước chấm ớt, rồi ở đây là tương ớt, ở đây thì là tương cà đó, những cái hũ bánh phồng tôm nè. Còn phía bên đây là mình sẽ được ăn tráng miệng bằng đu đủ nè. Giá thuê phòng ở đây thì mình cũng không có nắm rõ nha mọi người, vì đa số là anh tour guide anh đã đặt trước cho nhóm mình rồi đó, cho nên nhóm mình chỉ ở thôi. Còn đây là những cái người ta sẽ cúng ở đây ha, người ta sẽ để những cái gọi là đồ cúng dường ở đây, ở phía trước mọi người thấy á, là những đa số những cái nhà phía trước là đều có trang trí giống như vậy ha, và người ta gọi là để những cái đồ cúng ở phía phía bên trước này. Thì cái đồ cúng đó nó gọi là canang sangri ha mọi người, thì gồm có là người ta sẽ xếp những cái lá dừa hoặc là lá dừa, lá chuối gì đó, và người ta sẽ có thêm một ít hoa quả, rồi bông, những đồ nhỏ nhỏ ha, để gọi là cúng và thờ tổ tiên. Còn đây là ở phía bên ngoài của cái ngoài đường nè mọi người đó, thì đường xá nó cũng khá là sạch sẽ ha, và có rất là nhiều khách sạn nha, tại vì phía bên đây là thành phố du lịch mà, gọi là một trong những địa điểm du lịch rất là nổi tiếng ở Indonesia, cho nên rất là nhiều khách sạn luôn. Lịch trình ngày 4 của nhóm mình á, thì buổi sáng mình sẽ tham quan cái ngôi đền Tanah Lot ha, một cái ngôi đền cổ kính và gọi là đẹp nhất ở Indonesia này, ở Bali này. Ra nổi Đây quá là phía hai bên đường để trước khi vào cái ngôi đền Tanah Lot ha, người ta sẽ bán những cái vật phẩm nè, bán những cái sarong ha, để cho mọi người có thể là mặc trước khi mà đi vào ngôi đền để mà chụp ảnh ha. Thì mọi người trước khi vào đền thì mọi người nên mặc những cái gọi là trang phục nó kín đáo một xíu ha mọi người đó, vì ở đây thì cũng không có những cái bảo vệ hay là cấm cản gì mọi người, nhưng mà vào những nơi linh thiêng thì mọi người nên mặc những cái đồ nó kín cổng cao tường xíu. Đây là phía bên trong của ngôi đền Ta Lót nè ha mọi người, thì Ta Na có nghĩa là đất và Lót có nghĩa là biển, thì đây là cái ngôi đền được bao phủ bởi đại dương. Thì đền Ta Na Lót nó cách trung tâm của Bali á, là khoảng 20 km, cho nên mọi người phải di chuyển một khoảng thời gian cũng khá là xa ha để đến được đây. Thì thời gian mở cửa của Ta Na Lot á, thì nó khoảng là từ 7 giờ sáng cho đến là 7 giờ tối ha. Phía xa xa là mọi người thấy á, là đây là toàn cảnh của cái khu đền Ta Lot này, và đây đó chính diện đó, đó chính là ngôi đền Ta Lot ha. Nó nằm ở một cái tảng đá ở phía bên ngoài, chứ không phải là một cái nằm dính trong đất liền nha mọi người. Còn đây là sóng biển nó đang đập vào nè, cái khung cảnh này nó rất là đẹp luôn. Đây là một trong những cái địa điểm đến rất là nổi tiếng khi mà mọi người đến Bali. cái Đền màu Tanah Lot á, đẹp. thì được xây dựng từ thế kỷ 16 ha, và nó được xây dựng để thờ phụng Thiên Chúa với biểu tượng á, là thần biển cả. Thì ở đây á, cũng có một cái cổng gọi là màu đen ha, một trong những cái đặc điểm khá nổi bật khi mà mọi người đến tham quan cái đền Tanah Lot này. Để đến được cái đền Tanah Lot á, thì mọi người phải di chuyển một khoảng cũng khá là xa để đi bộ ra ha. Và ở phía bên tay phải mình nè, mọi người thấy là nó kiểu một cái bãi biển ha, và rong view nó bám lên nên mọi người thấy á, là sẽ có màu xanh ha. Và mình phải đi bộ ra qua những cái vũng nước nè để đi đến được cái ngôi đền Ta Lót ở phía cái tảng đá phía bên ngoài này. Đây là đền Ta Lót nè mọi người. Hiện tại á, là do nước biển á, thủy triều nó dâng cao, cho nên mình không được phép đi ra phía bên ngoài ngôi đền nha. Ở đây á, thì có bán khá là nhiều những đồ lưu niệm ha. Có cà Rồi phê đây nè. một số quán cà phê nè, một cái số quán ăn ở đây. Thì mọi người thấy đây nè, một cái quán ăn ha, và người ta sẽ bày những cái menu và những cái giá tiền tương ứng ha. Tại vì ở đây có khá là nhiều du khách nước ngoài họ đến để mà tham quan cái ngôi đền Ta Lot này đó. Thì ở phía bên đây á, phía mọi người sẽ đi một đoạn phía bên trên gọi là để mà tìm những quán thích hợp và ngồi và ngắm ngắm nhìn lại cái đền Ta Lot ha. Đây là cái menu ở đây nha mọi người, thì có nước dừa rồi sinh tố á, nó cũng giống như những quán ở Việt Nam mình thôi, và giá cả thì mình thấy á,
nó cũng không phải là quá mắc mọi người, thì nó khoảng 30-40 ngàn một ly nước, thì mình thấy cũng khá là bình thường á. Nè, ở đây thì khoảng 35 ngàn, 35 ngàn thì khoảng gần 50 ngàn tiền Việt Nam đó. Một số kem là 45 ngàn, 45 ngàn thì khoảng gần 60 ngàn tiền Việt Nam mọi người. Còn đây là một số cái món ăn nè, món ăn thì mình thấy cao nhất là khoảng 75 ngàn, thì khoảng là hơn 100 mấy ngàn tiền Việt Nam đó, thì cũng phải không phải là quá mắc cho một cái món ăn ở đây. Thì đồ ăn ở đây á, thì nó cũng khá là nó phù hợp với nhiều người á, tại vì ở đây á, là một cái thành phố du lịch rồi ha, chứ không phải là những cái đồ ăn địa phương local nữa, cho nên nó sẽ khó ăn hơn một xíu. Còn đồ ăn ở Bali á, thì nó sẽ dễ ăn, nó phù hợp với mọi người hơn. Còn ở đây là một cái địa điểm khác để mình ngắm nhìn nguyên lại cái đền Ta Lót này. Đây là toàn cảnh cái ngôi đền Ta Lót ha, và mình đang đứng ở phía bên trong và mình nhìn ra ở phía bên ngoài đó, phía xa xa là biển cả, còn ở phía bên trong á, là ngôi đền sẽ được xây dựng ha, và phía bên trong nữa là có những cái khuôn viên của ngôi đền này, và có rất là nhiều cái lối đi ha, để đi đến cái ngôi đền này ha mọi người. Đó, ở phía bên ngoài thì người ta sẽ bán những gọi là những cái hoàng hóa này, những cái tạp hóa, những cái gọi là địa điểm giống như là bên bên mình đó, người ta trưng bày ha, giống như hội chợ triển lãm vậy đó mọi người. Sau khi mà tham quan cái ngôi đền Ta Lót xong á, thì nhóm mình sẽ đi vào gọi là một cái nơi để mà mua những cái đồ lưu niệm ha, mua những cái gọi là đặc sản của Indonesia này. Thì theo mình thấy á, thì thật sự á, thì cũng không có quá nhiều đặc sản ở Indonesia ha, và đặc sản nổi tiếng nhất ở đây á, đó chính là cái gọi là cái trái mây ha, gọi là mây Indonesia, và ăn khá là ngọt. Nếu mọi người đã từng có dịp mà ăn mây Thái á, thì mây Indonesia nó sẽ to hơn như vậy ha, và nó sẽ ngọt hơn, nó chứ không phải là chua giống như mây Thái, và màu của nó sẽ có một cái màu nâu nâu, nó gọi là trái salad ha. Còn đây là nhóm mình đang bàn tán để mà mua những cái quà lưu niệm về cho nhóm ha. Đó, sau cuộc chuyến đi á, thì nếu được á, thì mọi người có thể mua những cái đồ lưu niệm ha, để mình ghi nhớ lại những khoảnh khắc mình đã đi, mình đã từng đặt chân đến cái vùng đất này đó. Thì mình đang chọn lựa những cái đồ kỷ niệm nè. Một trong cái điểm thú vị ở đây á, là người ta sẽ bán những cái vòng vòng lắc, vòng đeo tay ha, bằng đá của núi lửa ha, những cái vòng màu đen đen mọi người, người ta sẽ được làm từ núi lửa. Còn đây là một số đặc sản của ở đây nè, giống như là những cái này là da heo để sấy đó mọi người, cũng không có gì gọi là quá đặc biệt so với những đặc sản của Việt Nam mình. Và buổi chiều á, sau khi mua sắm xong á, mua những cái đồ kỷ niệm xong á, thì mình sẽ đi ra sân bay ha, và bắt máy bay về lại Sài Gòn để kết thúc cái hành trình 4 ngày 3 đêm của mình đi check-in cái hồ Axit Isan cũng như là check-in cái núi lửa Romo. Còn đây á, là sân bay ở trung tâm của thành phố Bali này.